Dạ, âm thanh thì hiện nay đã vừa mới set up xong, thì xin ban tù ca có thể bắt đầu trình diễn cái phần của mình. Xin mời ban tù ca Xuân Điểm. Sẽ trình bày một bài nhạc liên khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Chúng tôi xin mời quý vị hãy thưởng thức bài nhạc liên khúc của Nguyễn Văn Đông và toàn ban tù ca Xuân Điểm chúng tôi sẽ trình bày. Cảm ơn. Trong ánh mắt còn cầm tay nhau, ngày mai xa cách nhau, một người gối chia con phòng, còn người góc môi bên rừng chân mây đầu gió. Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người kinh thang, lại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em. Người đi khắp núi xa, hàng hàng lớp lớp tranh về, người người nói tiếng cô chia giành lấy quê. Sông yêu màu lời điểm lý chung, sao
rời rời trong lòng tôi. Xuân Điềm với một phần trình diễn rất đặc biệt. Vâng, xin kính chào quý niên trưởng, quý chiến hữu và toàn thể quý vị quan khách. Sau đây chúng tôi xin mời tất cả các quân nhân có mặc quân phục xin sắp hai hàng để làm hàng quân danh dự để chúng ta chuẩn bị đón tiếp sĩ quan chủ tọa và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình buổi lễ. Tôi xin sơ lược chương trình buổi lễ. Chương trình sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là tại khán đài chính, tức là tại đây thì chúng ta sẽ có phần tiếp đón sĩ quan chủ tọa và phần dẫn nhập chương trình, nhận diện tổng quát quan khách, nghi lễ chào quốc kỳ và phút mặc niệm, diễn văn chào mừng và đọc tiểu sử của sĩ quan chủ tọa buổi lễ, rồi nghi thức đặt vòng hoa và kèn truy điệu.
Sau đó chúng ta sẽ di chuyển qua đài tưởng niệm. Đài tưởng niệm thì chúng ta sẽ có phần cắt băng khánh thành và kéo màn che đài tưởng niệm. Chúng ta sẽ có màn rước các linh vị di chuyển qua bên đài tưởng niệm. Và sau đó là phát biểu của trưởng ban ủy ban xây dựng đài tưởng niệm, phát biểu của thị trưởng Thái Đức Chí, phát biểu của phó thị trưởng Kim Lê Hồ, nghi lễ truy điệu các anh hùng tử sĩ Hải quân Hoàng Sa. Phần A là lễ dâng hương và xướng tên các bậc 74 tử sĩ, và phần thứ hai là lễ tế cổ truyền các anh hùng tử sĩ Hải quân Hoàng Sa. Và do hiện các quân nhân đang kính thưa quý vị, xin quý vị truyền thông báo chí hãy lựa chọn cho mình là cái đứng thông tin của quý vị khi những hình ảnh của buổi lễ ngày hôm nay. Để trong lúc nghi thức khai mạc, sự di chuyển của quý vị mất đi sự trang nghiêm, xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Hiện thưa quý vị, như quý vị cũng đã vừa nghe Hải quân Thọ có nhắc là quý vị quan khách ngồi yên tại chỗ trong nghi thức đón tiếp vị sĩ quan chủ tọa. Vị sĩ quan chủ tọa đang tiến về khán đài. Vị sĩ quan chủ tọa đến liên quân. Đúng chào bắt kèn thượng hình.
không có phải là người liền. Lên quân! Phút! Kính thưa sĩ quan chủ tọa Hải quân Đại tá Phạm Mạnh Khuê, kính thưa quý niên trưởng, quý chiến hữu cùng toàn thể quý vị quan khách. Trước hết chúng tôi xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị đã đến với Hội Ái hữu Hải quân Cửu Long nhân ngày giỗ thứ 46 các tử sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa, và đặc biệt hôm nay cũng là ngày lễ khánh thành đài tưởng niệm để ghi nhớ công ơn của 74 tử sĩ nêu trên. Thưa quý vị, sau 46 năm sống tha hương nơi đất khách quê người, giấc mơ của tất cả chúng ta là có một đài tưởng niệm để ghi nhớ công ơn 74 tử sĩ, nay mới thành hiện thực. Giấc mơ này đã được khởi đi từ một sáng kiến tuyệt vời của hai hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa là thị trưởng Tạ Đức Chí và phó thị trưởng Kimberly Hồ. Rồi với sự chấp thuận của cả hội đồng thành phố với các nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, Tài Đỗ và Sergio Contreras, sau đó là những yểm trợ mạnh mẽ về tài chính, những đóng góp công sức, những khích lệ về tinh thần từ các niên trưởng và chiến hữu thuộc đại gia đình Hải quân nói riêng, các niên trưởng và chiến hữu thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từ các thân hữu, bạn hữu và đồng hương tị nạn khắp nơi xa gần của Hải quân. Và ngày hôm nay chúng ta đã có một đài tưởng niệm uy nghi, mỹ thuật và trang trọng. Đài tưởng niệm này chính là biểu tượng của lòng biết ơn, của sự đoàn kết, của đồng đội lo cho đồng đội, của dân lo cho lính, của thế hệ trước nghĩ cho thế hệ sau. Xin nguyện cầu anh linh của 74 tử sĩ Hoàng Sa luôn hộ trì cho chúng ta, những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng hương tị nạn, luôn biết yêu thương và đoàn kết cùng nhau để tạo dựng một cộng đồng người Việt tị nạn mỗi ngày một vững mạnh hơn. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và sau đây là phần nhận diện các quan khách tham dự. Xin mời anh Đinh Hoàng Cảnh. Kính thưa Hải quân Đại tá Chủ tọa, kính thưa ông bà Phó Thị trưởng và bà Phó Thị trưởng, kính thưa quý vị niên trưởng và quý vị đồng hương và quý vị quan khách. Chúng tôi xin được phép nhận diện một số quan khách đã cùng đến tham dự buổi lễ ngày Hoàng Sa 2020 năm nay, và đồng thời cũng là ngày khánh thành đài tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa. Chúng tôi được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị ông Hội trưởng Hội Thủy quân lục chiến Quách Mộng Long và phái đoàn, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Hội trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại và Ban Tế lễ, ông Nguyễn Phước Ái Đình, Hội trưởng Hội Võ Vị Đà Lạt Nam California, ông bà Phạm Quỳnh, Hội Di cư Bắc Việt 54, ông Phan Tuấn Kỳ, Hội trưởng Hội Nhảy Dù và vùng phụ cận và phái đoàn, ông Phan Thanh Châu, Hội đồng lãnh đạo Việt Nam Quốc dân Đảng, ông Hoàng Ngọc Đa, Hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam và Đà Nẵng,
ông Lưu Duy Phán, hội trưởng hội thiếu sinh quân, chiến hữu Tần Nam, chủ tịch liên hội cựu chiến sĩ Nam California, kiêm hội trưởng hội hải quân, hội sinh viên chức quan đồng đế, nhạc sĩ Xuân Điềm và ban tổ ca Xuân Điềm, bác sĩ quân y Trương Văn Như, ông Lê Văn Sáu, hội trưởng hội không quân Trung Nam California, hội đồng liên tôn, ông Nguyễn Minh Chánh, tổng hội trưởng hội biên đồng quân, ông Nguyễn Văn Tần, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, chủ tịch hội đồng liên tôn, ông Nguyễn Trung Tâm, hội trưởng hội khóa 17 sĩ quan hải quân Nha Trang, và chúng tôi cũng xin một số được nhận diện một số các quân nhân trưởng hải quân cũng có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới các quân nhân trưởng, các trung công an Trần Trọng Nhà, công an Hoàng Đình Báo, công an Trần Đức Cử, công an Võ Hữu Danh và một số các nhân trưởng khóa 15, 16, 14. Và chúng tôi cũng được biết có sự hiện diện rất là đặc biệt của Đại tá Hải quân Đại tá Nguyễn Bá Trang. Xin quý vị cho chúng tôi chào đón tay cho Hải quân Đại tá Nguyễn Bá Trang. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn tất cả các cơ quan truyền thông và báo chí đã có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy có đài SPTN, có các báo Người Việt, Biến Đông và Việt Báo một lần nữa. Và website của chị Tâm An là cũng là coi như là đồ đề của giáo sĩ Văn Kênh như vậy. Dạ vâng, cảm ơn. Một lần nữa, nếu có những sơ sót xin quý vị bỏ qua và chúng tôi sẽ cập nhật nếu có những quý vị nào mới đến. Một lần nữa, trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Xin cảm ơn anh Đinh Hoàng Cảnh. Và sau đây là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Xin mời nhảy dù Nguyễn Văn Hùng. Toàn quốc quân kỳ chuẩn bị. Liên quân! Xin mời tất cả quý vị đứng lên nghiêm chỉnh. Quyền! Cho tay! Chào! Khai quân hiệu! Toán quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Được! Bước! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dừng chương! Bước! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Liên quân, quân. Sau đây, chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Súng chào! Bắt! Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu! Ngày công giờ lo để quên hình hát lời sống giờ lòng cùng tiên nhiên xin quyết gì không xó vì quân lại quốc dân cùng dân và khói đêm Thank you.
lòng sân hơi, có lắm thân hơi vất vả đều tan ra về xa. Bây giờ sẽ đi dài đường nhìn bao nhiêu lần đã qua. Để em xuống, xuống. Sau đây là chào cờ Hoa Kỳ. Súng chào! Bắt! Quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ. Và chúng ta cũng để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển vì lý tưởng tự do, và hơn 58.000 quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Và trong giờ phút này đây, chúng ta cũng tưởng nhớ đến 74 chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ lãnh hải. Phút mặc niệm, súng mặc niệm, bắt! Phút mặc niệm bắt đầu. Xuống, xuống. Tên quốc quân kỳ, nghĩa quân, chào tay, chào, bế quân hiệu. Toán của quân kỳ rời vị trí hành lễ. Xin kính mời toàn thể quý vị an tọa. Đền quân phúc. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hồng. Trước khi chúng ta qua phần chào mừng của Hội trưởng Hội Ái Hữu Hải quân Cửu Long, chúng tôi xin bổ túc phần nhận diện các quan khách tham dự hôm nay.
Tiến quân, chú ý. Trái phải, quay. Tán hàng, trước bước. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Liêm và ông Nguyễn Đức Chuyên thuộc Liên đoàn Công giáo của giáo phận Orange County. Chúng tôi xin được bổ túc. Và có các anh trong đoàn xe Jeep của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc Orange County. Và sau đây thì chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hội trưởng Hội Ái Hữu Hải quân Cửu Long. Xin mời anh Phạm Lăng, chúng tôi xin kính mời ông Phạm Lăng. Tôi có bài chào mừng với quý tuyên trưởng và quý chiến hữu cùng quý vị quan khách. Kính thưa sĩ quan chủ tọa, kính thưa ông thị trưởng, bà thị trưởng và quý vị hội đồng thành phố Westminster, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý hội đoàn, đoàn thể, kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý cơ quan truyền thông và báo chí, kính thưa quý chiến hữu, các quân binh chủng thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết, chúng tôi thay mặt Hội Ái Hữu Hải quân Cửu Long và Ban tổ chức Ngày Hoàng Sa 2020 hân hoan chào đón toàn thể quý vị đã đến với hội hôm nay nhân ngày giỗ thứ 46 của 74 tướng sĩ Hoàng Sa Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận chiến lịch sử chống lại quân xâm lăng Trung Cộng tại quần đảo Hoàng Sa trong ngày 19 tháng Giêng năm 1974. 46 năm trước đây, những chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thuộc 4 chiến hạm HQ-4, HQ-5, HQ-10 và HQ-16 và Liên đoàn Người Nhái đã noi gương anh dũng các Đức Thánh Trần, Trần Hưng Đạo quyết một phen sống chết với kẻ thù phương Bắc khi chúng xung xâm lăng quần đảo Hoàng Sa, và một trận hải chiến đẫm máu đã xảy ra giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Cộng. Trận chiến này đã đi vào lịch sử, nhưng nỗi uất hận của quân thù cướp đất cướp biển do tổ tiên để lại đã mãi mãi là một vết thương không thể lành của cả dân tộc Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng một có mặt tại đây để tưởng nhớ sâu xa và ghi ơn 74 tử sĩ anh hùng mà thân xác và con tàu của họ đã nằm sâu trong lòng biển Hoàng Sa, là cột mốc chủ quyền quốc gia tại đảo Hoàng Sa. Trong niềm thương tiếc và tri ân đó, đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa đã được Hội Hải quân Cửu Long với sự hỗ trợ của Hội đồng thành phố Westminster dựng lên và sẽ được khánh thành vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, vì danh dự và trách nhiệm đối với tổ tiên và những người đã chết để bảo vệ quê hương, bổn phận của chúng ta, những người còn sống, là phải biết hôn đúc, nuôi dưỡng và duy trì ngọn lửa đấu tranh cho mình, cho các thế hệ tương lai. Dù thiệt nát xương tan, với lời thề sát đát, chúng ta nhất quyết giành lại Hoàng Sa đã bị kẻ thù Trung Cộng xâm chiếm. 74 tử sĩ cố hải quân, các anh đã vinh viễn ra đi vì nợ nước, vì lý tưởng tự do. Nhân ngày giỗ thứ 46 năm nay hôm nay, xin các anh nhận nơi đây hén hương lòng tưởng nhớ sâu xa nhất của tất cả chúng tôi. Các anh sống mãi trong tâm tưởng mọi người, trong lòng dân tộc và đại dương yêu quý Việt Nam. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi với uy linh dũng liệt của 74 tử sĩ Hoàng Sa hộ trì cho con cháu dân Việt Nam biết thương yêu nhau, cùng một lòng đoàn kết để cương quyết đấu tranh lấy lại quyền làm chủ đất từ nay, từ tay bảo quyền Cộng sản Việt Nam. Trân trọng kính chào. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được trân trọng giới thiệu vị sĩ quan chủ tọa buổi lễ Ngày Hoàng Sa, cụ Hải quân Đại tá Phạm Mạnh Khuê.
Trước năm 1975, Hải quân Đại tá đã từng giữ chức vụ quan trọng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Tư lệnh Hải quân vùng 2 và vùng 5 Duyên Hải, Tư lệnh Lực lượng Duyên phòng, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân Hành quân Biển. Trong chức vụ này, ông đã chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch hành quân Trần Hưng Đạo 47 để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Chức vụ cuối cùng của ông là Tư lệnh Hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã phụ tá cho Đô đốc Tư lệnh Hải quân trong công cuộc di tản lịch sử đêm 29 rạng 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi xin kính mời Đại tá. Kính thưa ông thị trưởng thành phố Westminster, kính thưa quý vị quan khách và các thiên hữu, chúng tôi xin chào mừng và cảm ơn ông các tất cả các quý khách đã tới tham dự ngày lễ khánh thành đài tưởng niệm Hoàng Sa ngày hôm nay. Sự hiện diện đông đủ của tất cả các quý khách đã nói lên được tầm quan trọng và sự quan tâm cũng như là lòng tôn kính tử sĩ của quý vị. Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tấn công Hải quân Trung Cộng trong trận hải chiến tại Hoàng Sa, cách bờ biển Việt Nam 220 hải lý, tức là khoảng 408 cây số. Trong trận hải chiến ngày 74, chiến sĩ anh hùng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tính mạng để bảo vệ lãnh hải Việt Nam. Tinh thần hy sinh vì nước và ý chí quật cường của những thủy thủ dũng cảm Việt Nam Cộng Hòa sẽ truyền cảm hứng cho toàn dân Việt Nam hiện đại để trong công cuộc tranh đấu chống quân xâm lăng Trung Cộng. Tinh thần này cũng sẽ là một ngọn đuốc soi sáng cho những thế hệ Việt Nam Cộng Hòa trong tương lai để xây dựng và phục vụ Tổ quốc. Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam hiện tại, trận hải chiến Hoàng Sa là trận chiến duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa chống quân xâm lăng Trung Cộng. Thưa quý vị, chúng tôi xin ghi nhớ và cảm nhận được những ưu tư khắc khoải, niềm thương nhớ không nguôi của những thân nhân và gia đình tử sĩ. Hàng năm cứ tới ngày 19 tháng Giêng, chúng tôi vẫn hình dung được những giọt nước mắt chan hòa trên khuôn mặt của những cô nhi quả phụ. Chúng tôi vẫn còn tưởng chừng như nghe thấy tiếng khóc, những tiếng khóc bi thương của thân nhân tử sĩ. Trải qua bao nhiêu khó khăn, hôm nay đài tưởng niệm Hoàng Sa được long trọng khánh thành. Chúng tôi xin cảm ơn ông thị trưởng Tạ Đức Chí, bà phó thị trưởng Beverly Hồ và các nghị viên thành phố Westminster đã có ý kiến và chấp thuận cho dự án đài tưởng niệm. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các chiến sĩ Hải lộ Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã trực tiếp hay gián tiếp tham dự hải chiến Hoàng Sa. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các chiến hữu hải quân, các quân dân chính Việt Nam Cộng Hòa đã ủng hộ tinh thần và tài chính
cho công trình này. Chúng tôi nhiệt liệt khen ngợi ông Phạm Gia Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Hải quân Cửu Long, ông Phạm Lăng, Hội trưởng, anh Trương Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Xây dựng và các thành viên, tất cả đã góp rất nhiều công sức vào công việc xây dựng đài tưởng niệm. Các bạn đã hoàn thành công tác trong thời gian quy định và đã tạo nên được một kỷ niệm tuyệt vời cho Việt Nam Cộng Hòa. Đài tưởng niệm Tử sĩ Hoàng Sa được dựng lên là để vinh danh và tưởng nhớ 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng năm 74. Chiến tích hào hùng chống ngoại xâm này sẽ được vĩnh viễn ghi vào lịch sử Việt Nam. Từ nay, anh linh của 74 chiến sĩ hải quân sẽ có nơi an vị trên đài tưởng niệm Tử sĩ Hoàng Sa đầu tiên ở Hoa Kỳ và có lẽ là đầu tiên trên thế giới. Trong không khí trang nghiêm và tràn đầy cảm xúc hôm nay, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình tri ân và vinh danh 74 Tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để kỷ niệm ngày hải chiến Hoàng Sa, chúng tôi xin đọc một đoạn rất ngắn trích trong nhật ký hành quân Hoàng Sa của Bộ Tư lệnh Hành quân Biển. Nhật ký này được ghi lại ngay lúc đang xảy ra trận chiến ngày 19 tháng Giêng. 9 giờ 45 phút, Hải đội trưởng ra lệnh cho chiến hạm HQ4, 5, 10, 16 và đội hình tác chiến. 10 giờ 17 phút, Hải đội trưởng báo cáo các hải đội đã sẵn sàng chiến đấu. 10 giờ 20 phút, hạm trưởng HQ5 liên lạc với Trung tâm Hành quân Biển báo cáo là sắp sửa khai hỏa. 10 giờ 24 phút, HQ5 báo cáo bắt đầu khai hỏa. Chiến hạm 274 của Trung Cộng bị trúng đạn phát hỏa dữ dội rồi bỏ chạy. Một giây sau, tất cả các chiến hạm Hải quân Việt Nam đồng loạt khai hỏa. Thế là hải chiến Hoàng Sa bắt đầu. Trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm Canh Tí hoàn toàn hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được bổ túc một số quan khách cũng đến tham dự ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Huỳnh Hữu Thuận, Hội trưởng Hội Ái hữu Hải quân hàng hải Việt Nam Cộng Hòa San Diego, và cô Nguyễn Thị Thanh Thảo là ái nữ của Hải quân Đại úy Nguyễn Thành Trí, hạm phó HQ10 cũng có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi trân trọng quý vị. Mà ông Trần Ngọc Thiệu là đại diện cho Hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Cảnh. Và sau đây là nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm. Chúng tôi xin trân trọng kính mời sĩ quan chủ tọa, ông thị trưởng Tạ Đức Trí, bà phó thị trưởng Kimberly Hồ, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, chủ tịch hội đồng liên tôn, xin tiến lên lễ đài. Xin anh hội trưởng hướng dẫn các vị quan khách tiến lên lễ đài. Thưa quý vị, trong không khí trang nghiêm trước bàn thờ lung linh ánh nến, xin hãy dành một phút để hướng lòng về quần đảo Hoàng Sa, nơi đây 46 năm trước, 74, chiến sĩ hải quân trẻ tuổi hào hùng đã quyết nối chí Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo
dũng cảm bất khuất chống lại giặc Tàu xâm lăng, và họ đã vĩnh viễn ra đi vì Tổ quốc. Gương anh hùng của họ sử sanh còn ghi danh muôn thuở, để thấy sự hèn nhát ngày hôm nay của bọn cộng sản vong nô đang cúi đầu bán nước cho giặc. Khi mà đang đi rồi tôi mới nhìn vào tới kia, tôi muốn mời quan khách nhìn nhận. Lễ đặt vòng hoa bắt đầu. Nghiêm, kèn nghiêm. Tất cả chú ý, xin quý vị cùng đứng dùm. Tất cả chú ý, chào tay, chào. Kèn truy điệu. Đặt vòng hoa chấm dứt. Xin mời sĩ quan chủ tọa, thị trưởng, phó thị trưởng, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu và tất cả quý vị trở về chỗ ngồi. Xin quý vị an toàn. Sau đây là phần thứ hai của chương trình sẽ được diễn ra tại đài tưởng niệm. Xin mời MC Nguyễn Văn Kiểu. Toán rất vinh dự và bình hoa chuẩn bị lên giữa đài. Tôi xin kính chào vị chủ tọa cùng tất cả quý vị đang hiện diện. Sau đây là phần chúng ta chờ đợi đã lâu năm, đó là một đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa. Xin mời ông hội trưởng hội ái hữu hải quân Cửu Long và ông chủ tịch xây dựng tới cùng đi với vị chủ tọa, thị trưởng Tạ Đức Chí và phó thị trưởng Kim Vili Hồ tới vị trí cắt băng thánh thành. Chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng di chuyển qua bên đài tưởng niệm để chúng ta cùng làm lễ khánh thành. Toán rước linh vị và tất cả các quý vị phụ giúp và đưa những bình hoa đi theo sau linh vị xin chuẩn bị. Một hai anh Cang, một hai quý vị có nghe được không ạ? Chúng tôi xin mời năm vị đứng trước dây cắt băng thánh thần. Xin mời ông hội trưởng và ông chủ tịch xây dựng. Mời chúng ta đi. Xin mời ông thị trưởng. Xin mời bà phó thị trưởng và vị chủ tọa. Mời.
lên lên. Cái đầu bên này anh lên cho nó thẳng á, nó bị nghiêng á. Cái đầu của anh lên một chút xíu. Dạ. Yeah. Cho nó thẳng, nó bị nghiêng. Vâng, năm vị đã chuẩn bị. Bây giờ chúng ta có thể phụ với năm vị đó cùng cắt một lúc bằng khánh thành. Quý vị cùng chúng tôi đếm 5, 4, 3, 2, 1, cắt bằng khánh thành. Một tràng pháo tay xin quý vị. Xin mời năm vị bước tới trước đài tưởng niệm. Sau đây là phần kéo màn che đài tưởng niệm. Toán kéo màn xin chuẩn bị. Chị ra cho khách. Bảo kìa. Đây là giây phút chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Quý vị cùng với chúng tôi đến khảo đào từ 10 trở xuống. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kéo màn. Thưa quý vị, đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa đã chính thức khánh thành. Xin mời quý vị trở về chỗ ngồi. Toán di chuyển linh vị, các tử sĩ tiến đến đài tưởng niệm. Xin quý vị hãy mở đường cho linh vị sẽ tiến tới từ đài chính đi tới đây. Xin quý vị ở trên con đường ở đây đó, xin đứng qua hai bên này. Tất cả các hoa xin mang vào. Tất cả các bình hoa xin các anh các chị cùng mang vào trong đoàn. Đại trình. Trưởng ban Ủy ban xây dựng đài tưởng niệm. Xin mời ông Trương Văn Song. Kính thưa đại tá chủ tọa buổi lễ, kính thưa thị trưởng Đại Đức Trí, phó thị trưởng Kimberly, kính thưa giáo sư Nguyễn Xuân Dầu và tất cả quý vị đã đến có mặt tới buổi sáng hôm nay với chúng tôi ở đây. Kính thưa quý vị, cách đây 46 năm cũng vào cái thời khoảng này, tất cả những chiến sĩ hải quân được lệnh đi hải quân gọi là đi công tác, và chúng ta có thể gọi là hành quân.
thì cái tâm trạng của cái người lính mà sắp sửa Tết mà phải đi hành quân hay là đi công tác là nó rất là đau lòng. Và cái đó nó đã cũng đã thể hiện qua nhiều, nhưng mà cái, tất cả những cái người trai trẻ ở thời loạn thì nó phải như vậy mà thôi. Thành ra tôi muốn một phút để chúng ta tưởng nhớ lại những người lính đã ra đi và không bao giờ trở lại. Tôi xin quý vị im lặng trong một vài giây để tưởng nhớ tới những tử sĩ này. Kính thưa quý vị, chúng tôi được cái sự ủy thác của Hội đồng thành phố của Westminster, Thị trưởng Tạ Đức Chí, Phó Thị trưởng Kimberly, ông nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, nghị viên Tài Đỗ, nghị viên Contreras đã có nhảy cho chúng tôi được cái vinh dự tiếp tay với thành phố Westminster để làm cái đài tưởng niệm ngày hôm nay. Và trước mặt quý vị, chúng ta thấy cái bí linh trong đó phản phất cái hương hồn của 74 chiến sĩ oai hùng đã bị quốc phong thân ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Mà từ đó đến đây chúng tôi 46 năm nay vẫn luôn luôn tưởng nhớ. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng vì cái đài tưởng niệm này đã được thành hình, và từ đây các anh linh đó có một cái chỗ nơi gọi là an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi mọi người nếu không có thể đốt một nén nhang tưởng nhớ tới những anh linh này thì cũng chúng ta mỗi năm chúng ta cũng vẫn ở trong lòng của chúng ta cũng sẽ có cái ý tưởng đó, và nguyện cầu anh linh của 74 tử sĩ có mặt với anh em ở đây và anh em sẽ là đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi nhìn thấy một lần nữa cảm ơn Thị trưởng Tạ Đức Chí, Phó Thị trưởng Kimberly, các nghị viên Nguyễn Minh Chí, Tài Đỗ và Contreras. Quý vị đồng hương, các cựu quân nhân quân lực Việt Nam và Cộng hòa, đặc biệt là các cựu quân nhân hải quân và các khóa sĩ quan hải quân Nha Trang đã đóng góp về vấn đề tài chính, vấn đề tài lực, và các vị ở trong truyền thông truyền hình đã giúp chúng tôi quảng bá cái ngày lễ ngày hôm nay. Chúng tôi một lần nữa rất trân trọng cái sự có mặt của quý vị đây, tại vì quý vị có mặt ở đây, quý vị đã nói lên một cái tiếng nói là chúng ta rất là trân trọng và rất là quý báu cái sự hy sinh của 74 tử sĩ ở Hoàng Gia. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến tham dự với chúng tôi. Sau đây là phần phát biểu của ông thị trưởng thành phố Westminster. Xin mời ông Tạ Đức Chí. Kính thưa đại tá chủ tọa, kính thưa tất cả quý vị chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng hòa cùng tất cả quý đồng hương, hôm nay chúng tôi vô cùng hãnh diện được cùng với tất cả quý vị khánh thành tượng đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa, có thể nói là đầu tiên đối với tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại. 74 tử sĩ khí hùng bất tử, 74 tử sĩ chiến sĩ Việt Nam, hải quân Việt Nam Cộng hòa là tấm gương cho những thế hệ về sau hiểu được giá trị của sự tự do, hiểu được tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi vô cùng hãnh diện
chúng ta hãy đọc tất cả những dòng chữ trên tượng đài Hoàng Sa, hải chiến Hoàng Sa thể hiện tinh thần bất khuất của Việt Nam Cộng Hòa chống cuộc xâm lăng của Trung Cộng. Và điều này có nghĩa là tượng đài tưởng niệm tướng sĩ Hoàng Sa là biểu tượng của tập thể người Việt kỳ này của chúng ta, cũng như là một lập trường dứt khoát chống lại Trung Cộng của dân tộc Việt Nam. Và chúng tôi nhân cơ hội này xin được chân thành cảm ơn tất cả các thành viên trong ủy ban xây dựng tượng đài, cũng như tất cả các mạnh thường quân, đa số là thân nhân, bạn bè của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là tất cả các binh chủng Việt Nam Cộng Hòa đã đóng góp, đã cống hiến để tập thể người Việt tị nạn của chúng ta có một tượng đài uy linh như ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Cụ Long. Ông là tác giả của hầu như rằng tất cả các biểu tượng tại tượng đài chiến sĩ nước Mỹ. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Cụ Long. Ông đã đóng góp rất là nhiều, cũng như đây là thiết kế của ông đã được hội đồng thành phố chuẩn thuận. Và quan trọng hơn hết, chúng ta hãy tiếp tục đoàn kết, thể hiện lập trường dứt khoát chống lại thể chế độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chống lại ý đồ bá quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng. Đó là lập trường dứt khoát của tập thể người Việt của nhà chúng ta. Và chúng tôi được xin cùng với tất cả quý vị, tập thể người Việt hiện nay của chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết để chúng ta gìn giữ tất cả những biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, cũng như tập thể người Việt kỳ này tại hải ngoại. Một lần nữa xin cảm ơn các cậu quý vị, xin cảm ơn các chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi luôn tin tưởng rằng Hồn Thiên Sông Núi sẽ giúp cho chúng ta thấy được tự do và dân chủ tại Việt Nam trong tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn ông thị trưởng. Sau đây là phần phát biểu của bà Phó Thị trưởng thành phố Westminster. Xin mời bà Kimberly Hồ. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý trưởng thượng và đồng hương, thật là mình một vinh dự cho cá nhân tôi được tham dự ngày đại lễ khánh thành đài tưởng niệm 74 anh hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà phần lớn là các chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, cách đây gần nửa thế kỷ. Trong quân sự thế giới, dân tộc Việt Nam chúng ta đã hãnh diện trước chiến công thần thánh của Đức Thánh Trọng Hưng Đạo, đã ba lần chiến thắng Nguyên Mông, đặc biệt là trận Bạc Đằng Giang. Ngài cũng là thánh tổ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong lịch sử hải chiến cận đại ngày nay, trận hải chiến Hoàng Sa 1974 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã được thế giới kính nể. Ngay chính kẻ thù Cộng sản Hà Nội cũng không thể cố tình làm ngơ trước chiến thắng oanh liệt này. Địa danh Hoàng Sa và Trường Sa là những lãnh hải thiêng liêng, muôn đời dính liền với đất nước thân yêu Việt Nam của chúng ta. Vì bảo vệ những quần đảo này là trọng trách ưu tiên của quý vị trong quá khứ, tôi rất lấy làm hạnh diện và xúc động khi cùng với đồng viên của chúng tôi
là thị trưởng Tạ Đức Chí và đồng thanh đề nghị Hội đồng thành phố Westminster chấp thuận đề án xây dựng đài tưởng niệm 74 anh hùng của trận hải chiến Hoàng Sa 1974. Ngày hôm nay đánh dấu một thời điểm quan trọng cho mọi người chúng ta hiện diện tại đây, nhất là các thành viên của đại gia đình Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị đã từng tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ quê hương đến giọt máu cuối cùng. Không một đất đất hay một địa danh nào có thể rơi vào tay kẻ thù Bắc Phương hoặc bị xóa tên trên bản đồ đất nước Việt Nam thân yêu. Trách nhiệm tinh thần của quý vị sẽ được tiếp tục lưu truyền cho các thế hệ Việt Nam, trong đó có chúng tôi. Một lần nữa, xin cảm tạ ban tổ chức đã cho chúng tôi cơ hội trình bày những cảm nghĩ trung thực của cá nhân tôi. Trước thềm năm mới, xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin kính chào. Xin cảm ơn bà Phó Thị trưởng. Sau đây là lễ truy điệu các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa. Xin mời vị chủ tọa, xin mời ông thị trưởng, bà phó thị trưởng, ông hội trưởng và ông chủ tịch ủy ban xây dựng cùng tới trước đài tưởng niệm để thắp nhang. Sau 6 vị mà chúng tôi mời thì chúng tôi cũng xin mời tất cả các liên trưởng, tất cả các hội đoàn, các đoàn thể, gia đình hải quân và tất cả các binh chủng đoàn cùng tất cả quan khách, chúng ta cũng lần lượt, nếu quý vị muốn thì sẽ tới trước đài tưởng niệm để dâng nhang. Kèn truy điệu. Cứ để nhang đó. Anh Khang. Anh chừng lấy ba cây, chừng lấy ba cây cho chút tới lượng sau quân. Và sau đây là phần xướng tên 74 tử sĩ Hoàng Sa. Ô tấm hạng nhật tạo HT10 gồm có hạng trưởng Nguyễn Văn Thà và các chiến sĩ Nguyễn Thành Trí, Huỳnh Duy Thạch, Vũ Văn Bang, Phạm Văn Đồng, Ngô Chí Thành, Vũ Đình Huân, Nguyễn Hồng Châu, Võ Thế Kiệt, Phạm Tấn Liên, Hoàng Ngọc Lễ, Phan Tiến Trung, Hương Thương, Trần Văn Đảm, Trần Văn Ba, Phạm Ngọc Đa, Lê Anh Dũng, Mai Viết Luận, Võ Văn Nam, Nguyễn Văn An, Phạm Văn Quý, Huỳnh Kim Sang, Nguyễn Tấn Sĩ, Ngô Tấn Sơn. Trần Văn Thọ, Nguyễn Thành Trọng, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Vinh Xuân, Nguyễn Quang Xuân, Trần Văn Định, Đinh Hoàng Mai, Nguyễn Quang Mến, Trần Văn Mông, Ngô Sáu,
Lê Văn Tê, Lương Thanh Tú, Phạm Văn Ba, Trần Văn Bảy, Nguyễn Xuân Cường, Trần Văn Cường, Trương Hồng Đào, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Hùng, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Vân, Trần Văn Tên, Phan Văn Thép, Huỳnh Công Tứ, Nguyễn Văn Đức, Phạm Văn Đào, Dương Văn Lợi, Nguyễn Văn Nghĩa, Huy Văn Sinh, Nguyễn Hữu Phương, Lý Phùng Quý, Phạm Văn Thu, Đinh Văn Tục, Châu Thủy Tuấn, Nguyễn Văn Lai, Khu Thuộc Phạm Trần Khánh Tư H24, Nguyễn Quốc Xá, Bùi Quốc Thanh, Quần Dương Hàm Trần Bình Trọng H25, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Phú Hảo, Vũ Đình Quang, Quần Dương Hàm Lý. Xin chào quý vị, thưa bây giờ bắt đầu là lễ đọc văn tế để tưởng niệm vị tử sĩ Hoàng Sa. Oh!
California. Văn tế 74 từ sĩ Hoàng Sa. Hỡi ơi, nhà tựa Long Hồng, nàng tài nông thái, những cái chết đi vào quốc sự, cháu con nghe mà xót già bàng hoàng. Anh linh kia hoài phản phất thiên vương, chính khi đó sẽ trường tồn báo con người vì gánh vác giang sơn, cây cỏ thấy cũng chằn lòng tê tái. Mới ai dòng giống Việt luôn còn người nghĩa dụng, thịt tan xương nát xả chi, trời đất Nam đâu thiếu bậc anh hùng, máu đồ thấy rơi nào ngài. Kính các anh vì quốc quang thân, bày một lễ thân tinh kính bái. Nhớ linh chưa, từ chúa Nguyệt sách văn chép rõ, nhân dân Nam từng khai thác làm ăn, đến Pháp thánh công ước còn ghi, chủ quyền Việt chẳng luận bàn tranh cãi. San Francisco hội nghị mừng biết bao, cả thế giới đồng lòng, Việt Nam quốc gia chính quyền vui xiết kể, đón sơn hà trở lại. Có ngờ đâu, quân ác hiểm quen tuồng xâm lược, máu tham tàn không giấu kín ý gian. Ta hiền lương luôn đào hiếu hòa, tình hữu nghị có đâu ngoài lẽ phải. Địch thừa cơ nước đục, hai ba lần chiếm đạo, xây đồn đắp lũy đó đây. Chúng luồng gió bể măng, vốn năm giàu lên bờ, dừng trại cắm cơ lại nhà. Ngày 16 quang hòa Nhật Tào, giặc đã nuốt tươi. Đến 17 duy mộng quang ảnh, chúng đang sơi tải. Lửa hờn bốc tận trời xanh, khí hút tràn đầy Việt Thái. Ghim máu nóng thông tin bằng quang hiệu, giặc cứ ngang tàn, hà quyết tâm hải tiến vào bờ, ta ôm thất bại. Không nản chí, thương kiệt Nhật Tào, bang bang pháo đàn sông pha, chẳng vui lòng, bình trọng khánh dư, nẻ nẻ tiến lui lèo lái. Thế nhưng, lực bất tòng tâm, thiên dung vô lại, giặc đã nhiều chuẩn bị, nào hại lôi, nào hiệp định,
tàu nhiều quân bồn dàn hàng. Ta mất thể thường phong, kia phóng lưu, kia trung liên đạp từ bờ xa đánh tràn. Phía chết đông tàu miền đứng nhìn, chính phương chính bắc hàm tàu tấn phải. Dù như thế, ta vẫn quyết thương, có ra sao mình cứ liều sống mãi. Đùng đoành đài bác nộp thấp cao, sàng sạc hoạt tiệp bay trái phải. Người vẫn thà trúng thương trước ngực, máu anh hùng đập ướt mạch nhung y. Lý Thương Kiệt lạch đàn ngang hông, nước đại hải ngập đầy buồng máy. Khói mù tàu giặc chảy bốc lên, pháo nổ phe mình gấu vòng lại. Thương ơi, thế lực không cân, thời cơ cục trái. 74 người bỏ mình về nước, biển sâu kỹ gợi thân phàm. Cả bốn tàu trúng pháo quân thù, bờ càng đuôi bê gác mãi. Trùng dương xanh xót xa cành tiêu tàn, một ngang xác hải đạo lành thê lương niềm dịch khởi. Cờ quốc gia phục người ra trần, toàn quân dân quốc ức trẻ như già. Vành kháng tang chỉ tóc đang xanh, bao thân quyến nghẹn ngào trai lật gái. Công cả anh tổ quốc thề không quên, toàn dân nguyện nhớ mãi. Chống ngoại xâm là truyền thống muôn đời, giữ lãnh thổ cũng đúng thường vàng đài. Máu tu sĩ sẽ nuôi không dân tộc, máu kiên trì giành lại giang sơn. Siêu anh linh chìm núng chín hùng tâm, sớm quyết liệt sáng bằng khoan trải. Hôm nay đây sơ xài lời diệt câu văn, đàm bạc trùng hoa diệt trái. Kính uy linh xin thường tạc bia xây, tỏ tâm tà khiến dân quỳ vang vãi. Mong các anh siêu đồ tái sinh, nhận nơi đây làm nơi an vị tổ quốc ghi ơn. Nguyện cầu đất nước quốc thái dân an, ngự tài nơi tường đài, để mỗi năm chúng ta đến để cúng bái, tỏ lòng thành kính ghi ơn. Tự sĩ vì quốc văn thân, xót xa tiếng mấy ý còn, tha thiết lòng phơi ruột trại, hồn và linh thiêng niềm tình thù bái. Ô hô phương phương. Hồi cấp tạ lễ tam bái, bái bái cảm ơn tất cả quý vị trong tôi đã hội đền hộ. Và sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị đang còn có mặt xin tới trước đài tưởng niệm để chúng ta chụp một bức hình chung để giữ làm kỷ niệm sau này.
xin mời tất cả quý vị còn hiện diện ở nơi đây tới trước đài để chúng ta chụp bức hình chung trước khi quý vị có thể niệm hương hoặc là ra về. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời tất cả các anh trong gia đình Hải quân, các anh các chị trong gia đình Hải quân và tất cả các binh chủng bang cùng tất cả mọi người đang hiện diện xin tới trước đài để chúng ta có một bức hình chung.